all night with delight. Rồi, cảm ơn Thủ tướng nha. Chậm nhận được donate rồi. Chào ngài thần là Ki sát thủ, con trai của Tuấn sát thủ. Chào ngài, thần là con trai thừa tướng đây. Chúc ngài stream vui vẻ. A còng, 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 a còng. Rồi, cảm ơn Thủ tướng nhiều nha. Rồi. Để coi lần này có nhạc chúng ta có âm thanh chưa nè. Rồi, có nhạc rồi đó. Yeah. Cảm ơn ngài đã chơi game cho fan yêu ngài nhất thế gian. A còng, a còng, a còng, a còng, a còng, b còng, b còng, b còng, b còng. Rồi, cảm ơn Thủ tướng nha. Nghe chưa Thủ tướng? On June the 7th, the Norwegian king and his government go into exile in London. This will be the beginning of a dark period for the Scandinavian country. Allied troops will not set foot on Norway again for a very long time. With the exception of the commandos, due to its particular climate, long distances, difficult communications, and isolated towns, Norway is an ideal testing field to put into practice the first incursion tactics of this newly founded unit. À, chắc chậm chết quá. À, cảm ơn Thủ tướng. À, hôm nay Thủ tướng đồ nách cho chậm nhiều. Chậm cảm ơn Thủ tướng nhiều nha. Đây này, nó có chia hai màn hình nè. Rồi, cảm ơn Thủ tướng đồ nách cho chậm. Rồi, cảm ơn Thủ tướng nha. Giết hết tụi nó đi ngài. Yêu ngài, hoàng đế nấm mèo trùng vĩ đại. Yes, ok, chậm sẽ giết nó ngay. được rồi. Chậm sẽ giết nó, chậm sẽ giết nó. Once you have blown up those depots, you had better get away as quickly as possible. Don't overlook it. I suggest you capture a truck and use the southwest road. That's all. Hoàn thành màn 2 nào ngài. A còng, a còng. Yeah, phải hoàn thành màn 2 chứ. Coming right over. Sir. Coming. Yep. Right. Yes, sir. Coming, sir. Immediately, sir. Hết màn này rồi thần, cho các con đi ngủ. Ngài để dành màn ba stream sau nha. Yêu ngài. A còng, a còng, a còng, a còng, a còng, a còng, b còng, c còng, a hi hi. Rồi, 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 rồi. Hết màn này chậm cũng ngừng live stream con game này, chậm chuyển qua game khác. Yeah. Hôm nay live stream để cho Thủ tướng coi cho vui thôi. Rồi, cảm ơn Thủ tướng đã donate cho chậm nha. Thôi donate vậy được rồi Thủ tướng. Còn donate bữa khác nữa mà. Donate gì nhiều vậy? Consider it done. Cảm ơn Thủ tướng nha. Hôm nay donate nhiều á. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn Thủ tướng rất là nhiều. Ok. Ôi đi mẹ.